giờ là chuẩn bị dây xích, chuẩn bị dây xích để mà bắt đầu là giải cứu. À, phải có chiếc nào kéo đầu rồi chứ không kéo đầu đâu lên nổi. Chào các bạn. Ở đây là bữa nay gặp chiếc này của Út nè. Còn 6 bánh nha các bạn. Thì hồi nãy mình đang ngồi trên chiếc xe đó đó, mình để mình tính trải nghiệm cái dàn máy lạnh đổ trên các bạn. Thì vô tình thì cái chiếc Dino Boost 800 này nè đang chở mía qua để mà bên xuống để mà trồng đó các bạn. Thì nó bị sụp hố cái chỗ này nè. Cái chỗ này đất mềm quá thì xuống vừa xuống đó là nó đã lún ngã luôn. Nó đất chỗ này nó mấy ảnh nói nó dễ bị sụp đây lên các bạn. Các bạn coi đất nó mềm nè. Đẩy cứ một cái một là nó xuống nhẹ nhàng mất tiêu luôn. Ở đây cố gắng cái còi đây nè. Còi này là còi gì đó, còi xi nhan nó kêu á. Thường chở một lớn các bạn, dài chắc từ 5 mét. Đó, 5 mét trở lên không? Bây giờ đợi cu be. Đợi cu be đầu tới nha các bạn. Đợi cu be đầu tới để mà lên. Bạn coi nó lúng, lúng lúng cái là nhẵn bánh ở đây luôn. Ghê chưa? Sợ thì chứ. Cái một này là của cơ khí Thanh Sơn. Thảo bản là anh em đa số xài cái của cơ khí Thanh Sơn nhiều lắm. Mình quay ở Hồ Dầu Tiếng đó, gặp thường xuyên luôn. Chiếc này thì cái vỏ sau nó vỏ sau vỏ nhỏ hả? Có 18 4 18 4 30. Trước là vẫn vỏ 20. Trai quản lý coi này là đang đi để cho cô bé à. Bây giờ cái cảnh đau lòng hả các bạn. Tài xế là buồn nhất cảnh này nè. Tại vì phải chịu thôi chứ tại vì cái hố nó các bạn đất nè, đất cao su phá ra mà đâu biết chỗ nào đâu. Đất này xấu lắm, cây cối dễ gốc rồi không. Nó xuống nè, nó xuống là tới sát cậy luôn à. Nó xuống là sát cậy luôn à. Đó, các bạn thấy không, nằm sát luôn cái nó xuống nhẹ nhàng cái là xuống sát cậy, nằm sát đòn luôn, sát cái đáy một luôn. Bây giờ cô bé đang tới nè các bạn. Bây giờ cô bé tới xong rồi để coi còn chiếc máy cày nào tới nữa hay không nha các bạn.
tanh hơi. Cô bé này, cô bé gấp cái gốc cây á. Nó lên được miếng ha, múc cái nhà cái lên được miếng á. Với nãy anh nhóm lên đất lọt xuống rồi đó, bánh hỏng lên xuống. Lúc nãy giờ cũng gần hết xe, còn được 2 phần. Bây giờ đợi thằng này nó chạy cái xong cái hàng này là kêu nó ấy phụ nè các bạn. Nó lo phụ nè. Bây giờ sẽ móc dây vô dây lùi nha các bạn. Chứ không có câu vô cái
bây giờ này ngầm được nha. Thôi giờ móc vô cái cục 1.000 kg. Nó lên được miếng ha, múc cái nhẹ cái lên được miếng á. Với nãy anh nhóm lên đất lọt xuống rồi đó, bánh hỏng lên xuống. Lúc nãy giờ cũng gần hết xe, còn được 2 phần. Bây giờ đợi thằng này nó chạy cái xong cái hàng này là kêu nó ấy phụ nè các bạn, nó lo phụ nè. Tên anh mà viết coi có dấu không dấu thì cũng được. Bây giờ sẽ gieo qua để mà lôi chiếc máy cày Belico 800 này lên nha các bạn.
vô ve lùi nha các bạn, chứ không có câu vô cái giờ này ngầm được nha. Giờ móc vô cái cục 1000 kg. Ha ha ha.